Thưa quý vị, Houthi ở Yemen sẽ khó có thể bị cản trở bởi các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu để trả đũa việc lực lượng này nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với Israel ở Biển Đỏ và thậm chí có thể hưởng lợi từ việc bị tấn công. New York Times vừa qua dẫn lời hai quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá các cuộc không kích do lực lượng của Mỹ phối hợp cùng Anh thực hiện chỉ gây thiệt hại hoặc phá hủy khoảng 20-30% năng lực tấn công của Houthi. Các quan chức này tiết lộ vũ khí tấn công của Houthi chủ yếu được gắn trên các bệ phóng di động giúp chúng có thể nhanh chóng di chuyển hoặc ngụy trang để tránh nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài lãnh thổ Yemen. Theo New York Times, việc tìm kiếm mục tiêu của Houthi khó khăn hơn Mỹ dự đoán. Các quan chức Mỹ thừa nhận phương Tây những năm qua không dành thời gian hoặc nguồn lực đáng kể để thu thập dữ liệu vị trí của hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở lưu trữ, sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Houthi. Chỉ sau khi chiến sự ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, dẫn đến việc Houthi tiến hành tấn công tàu bè di chuyển trên Biển Đỏ, Mỹ mới gấp rút theo dõi và lập danh sách các vị trí mục tiêu tiềm tàng của Houthi trên lãnh thổ Yemen. Lực lượng Houthi thân Iran hiện kiểm soát miền Tây Yemen, bao gồm thủ đô Sana và khu vực bờ biển tiếp giáp Biển Đỏ. Houthi tuyên bố họ sẽ nhắm mục tiêu vào tàu bè có liên quan đến Israel để phản đối chiến dịch của Tel Aviv ở dải Gaza. Trong đêm 11 và 12 tháng 1, tức sáng ngày 12 và 13 tháng 1 giờ Hà Nội, Mỹ mở hai đợt không kích nhằm vào mục tiêu Houthi ở Yemen. Trong đợt đầu tiên, Mỹ phối hợp với Anh dùng hơn 150 tên lửa và bom dẫn đường oanh tạc gần 30 địa điểm tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Đợt không kích thứ hai có quy mô nhỏ hơn, Mỹ thông báo họ hành động đơn phương và chưa công bố số lượng khí tài được sử dụng. AP ghi nhận những tiếng nổ lớn cũng đã vang lên ở thủ đô Sanaa. Houthi tuyên bố các đợt tập kích khiến 5 thành viên của nhóm thiệt mạng nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến năng lực quân sự của lực lượng lẫn khả năng ngăn các tàu có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Nasreddin Amer, phó giám đốc cơ quan truyền thông của Houthi, ngày 13 tháng 1 cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Anh sẽ kéo theo đòn trả đũa. Tối ngày 11 tháng 1, Mỹ và Anh đã ném bom nhiều địa phương ở Yemen mà Washington cho là cơ sở của Houthi, một ngày sau khi hải quân hai nước bắn hạ tên lửa do Houthi phóng ở Biển Đỏ. Đây là lần đầu tiên Mỹ và đồng minh cùng tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen kể từ khi chiến sự Israel-Hamas bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phía Houthi có thể hưởng lợi từ vị thế khu vực và trong nước được nâng cao khi Mỹ tấn công một lực lượng dù không được quốc tế công nhận như chính phủ Yemen nhưng lại kiểm soát phần lớn diện tích đất nước này. Mỹ và Anh hôm 10 tháng 1 đã bắn hạ 21 máy bay không người lái và tên lửa của Houthi trong hoạt động quy mô lớn nhất của lực lượng này trên tuyến giao thông Biển Đỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với nhiều nước lớn khác trong một nghị quyết được đưa ra mới đây đã lên án Houthi nhưng cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của lực lượng này. Abdul Ghani Al-Iryani, nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sanaa nhận định Houthi thực sự đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu đó ngay từ ngày bắt đầu. Ansar Allah, tên chính thức của Houthi, kiểm soát toàn bộ khu vực phía tây của Yemen, bao gồm cả eo biển Bab el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ, đồng thời đang chiến đấu giành lãnh thổ chống lại chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen. Các hành động của lực lượng này ở Biển Đỏ đi cùng với thông điệp hỗ trợ người dân Gaza đã lấy được lòng đông đảo người dân Yemen, thúc đẩy việc tuyển quân và cho phép Houthi huy động các cuộc biểu tình lớn để ủng hộ người dân Palestine. Houthi khẳng định họ đang chặn các tàu do Israel sở hữu và đi qua eo biển Bab el-Mandeb để gây áp lực buộc Israel ít nhất phải cho phép đủ viện trợ nhân đạo vào dải Gaza, nơi Israel đã tấn công trong 3 tháng qua. Cuộc chiến của Israel tại Gaza đã giết chết hơn 23.000 người Palestine, hầu hết là dân thường. Lực lượng Houthi đã thu hút sự chú ý toàn cầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 khi họ trưng dụng tàu chở hàng Galaxy Leader và sau đó biến nó thành một điểm thu hút khách du lịch. Trong khi vận tải biển toàn cầu bị ảnh hưởng sâu sắc với việc các công ty vận tải biển lớn tránh hoàn toàn Biển Đỏ, các cuộc đánh chặn của Houthi đã gây ra thiệt hại nhỏ cho hầu hết các tàu, hạn chế sát hại hoặc làm bị thương bất kỳ ai trên tàu. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, 4 tàu của Houthi đã cố gắng chỉ huy một con tàu đi qua Biển Đỏ thì bị trực thăng của Hải quân Mỹ tấn công khiến 10 tay súng của Houthi thiệt mạng và đánh chìm 3 tàu. Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù nhóm này đã thay đổi chiến thuật trong thời gian gần đây nhưng vẫn không ngừng hoạt động ở Biển Đỏ. Một mặt vì mục tiêu đã tuyên bố mà chưa đạt được, mặt khác vì lực lượng này không sợ các mối đe dọa từ Mỹ. Eleonora Adamani, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy cho rằng, mặt trận Biển Đỏ đã bước sang một tầm cao mới, cuộc đụng độ trực tiếp giữa Houthi và Mỹ.
Cả Mỹ và Houthi đều đang lần lượt kiểm tra tác động của các động thái mỗi bên và mức độ sẵn sàng của nhau. Để đáp trả tối hậu thư từ Washington và các đồng minh về việc ngưng các hoạt động ở Biển Đỏ hoặc hứng chịu cơn thịnh nộ quân sự của họ vào tuần trước, Houthi đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Sanaa của Yemen, nơi của các nhà lãnh đạo lực lượng này tuyên bố họ sẵn sàng cho sự leo thang của Mỹ. Rayman Al-Hamdani, nhà nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, không nghĩ các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Houthi sẽ đóng vai trò ngăn chặn Houthi. Về mặt chiến lược, ông Al-Iriani cho biết Houthi cũng sẽ khá thoải mái, cơ sở hạ tầng linh động của Houthi sẽ khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc chọn mục tiêu. Trong khi đó, lực lượng Houthi vẫn đang đàm phán với nước láng giềng Ả Rập Xê Út về việc ngừng bắn dài hạn và các nhà phân tích cho rằng họ có thể đang cố gắng củng cố sức mạnh của mình thông qua màn phô trương sức mạnh ở Biển Đỏ. Ả Rập Xê Út muốn ngăn chặn sự leo thang ở Yemen và vào tháng 12 năm 2023, Riyadh đã kêu gọi Mỹ kiềm chế. Ả Rập Xê Út đã tái khẳng định thông điệp thận trọng đó sau các cuộc tấn công vào đêm ngày 11 tháng 1 vào Yemen. Sự bất ổn ở nước láng giềng sẽ không có lợi cho Ả Rập Xê Út, quốc gia có cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề trong các cuộc tấn công của Houthi trước đây. Ả Rập Xê Út cũng có thể có những cân nhắc dài hạn hơn trong các cuộc đàm phán này, vì việc xây dựng quan hệ với Houthi sẽ có lợi cho họ và thậm chí có thể đang có thiên hướng công nhận Houthi. Theo ông Al-Hamdani, sự công nhận chính thức có thể là điều quan trọng nhất đối với Houthi vào lúc này. Mối quan tâm chính của Houthi là tiếp tục củng cố quyền lực trên toàn bộ Yemen. Cho đến nay, Houthi đã nhận được sự hỗ trợ từ Iran như một phần của trục kháng chiến khu vực, cùng với Hamas, Hezbollah là một mạng lưới dân quân ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nhóm này không nên được coi là lực lượng ủy quyền của Iran và trong tương lai, Houthi có thể tái cân nhắc việc tính toán lại các liên minh khu vực của họ. Theo ông Al-Hamdani, sẽ tốt hơn nếu Houthi thân thiết với Ả Rập Xê Út, đồng thời nhận định thêm rằng họ có thể hưởng lợi nhiều hơn bằng cách dựa vào nguồn tài chính của Ả Rập Xê Út thay vì phụ thuộc vào Iran về vũ khí. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.